Hôm qua tại thành phố Biên Hòa, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 tại Đồng Nai tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hiện nay trên địa bàn Đồng Nai có hơn 300 cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 341 đang sinh hoạt trong Ban Liên lạc. Các cựu chiến binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đều giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, v.v. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Sư đoàn 341 đã ôn lại truyền thống ý nghĩa Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và báo cáo công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách.